Trong cuốn sách mà ta đã xuyên vào, nữ chính là một kiếm tôn tu luyện đạo vô tình, thanh tĩnh huyền kiếm của nàng chấn động cửu tiêu, còn ta chỉ là tiểu sư đệ thầm yêu nàng. Sau khi tỏ tình với nữ chính, nàng lại dùng một kiếm xuyên thủng cổ họng ta, lạnh lùng và vô tình. Khi ta xuyên qua, ta đang tỏ tình với nữ chính, nghĩ đến kết cục trong sách, ta suy nghĩ một chút, nhìn về phía tĩnh huyền kiếm trong tay nàng, ta ngượng ngùng nói, ta thích kiếm của nàng. Thân kiếm trắng như tuyết bỗng nhiên đỏ ửng và nóng lên. Không ngờ kiếm linh lại đáp lại lời tỏ tình của ta. Ta đồng ý. Sau đó ta và kiếm linh bắt đầu yêu nhau ngọt ngào. Không xa có một thanh kiếm linh toàn thân lạnh lẽo đang đung đưa về phía ta. Ta mỉm cười, nhanh chóng bước về phía tĩnh huyền kiếm. Khi ta tiến lại gần, thân kiếm tỏa ra khí lạnh của tĩnh huyền kiếm, thân kiếm bắt đầu đỏ ửng lên, kiếm sống rung động phát ra tiếng rung nhẹ. Thì ra kiếm linh cũng biết ngượng ngùng. Tĩnh huyền kiếm nhẹ nhàng quét đặt những món bánh tinh tế trước mặt ta. Ta làm bánh đào hoa cho chàng ăn, không biết có hợp khẩu vị chàng không. Ta cười nhận lấy bánh đào hoa do tĩnh huyền kiếm tự tay làm. Sao lại nghĩ đến việc làm bánh cho ta? Nhà bếp nguy hiểm lắm, lần sau hãy ít vào đó hơn. Thân kiếm của tĩnh huyền kiếm đột nhiên đỏ rực, đung đưa thân kiếm qua lại. Chỉ cần chàng thích ăn, ngày nào ta cũng có thể làm cho chàng. Lúc này tĩnh huyền kiếm toát ra vẻ e thẹn của thiếu nữ. Đúng vậy, ta đã yêu, đối tượng của ta không phải ai khác, mà là kiếm linh của một thanh kiếm, mà chủ nhân của thanh kiếm đó chính là kiếm tôn đệ nhất của Thanh Vân Phong, An Duệ Khuê. An Duệ Khuê, người chuyên tu luyện đạo vô tình, lạnh lùng vô cùng, suốt ngày đều mang vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng lại có cái nhìn đặc biệt dành cho tiểu sư đệ của nàng, Bạch Vũ Hiên. Thậm chí trong tương lai, An Duệ Khuê thậm chí từ bỏ tu vi trăm năm đạo vô tình của mình, chỉ để cùng Bạch Vũ Hiên chia sẻ thiên thọ. Sau đó hai người trở thành đạo lữ, trở thành câu chuyện đẹp trong môn phái. Còn ta chỉ là một nam chính pháo hôi, xếp hàng không biết dài bao nhiêu cây số. Mục đích duy nhất của ta là thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Vì vậy ngay ở chương đầu tiên, khi bị An Duệ Khuê dùng một kiếm phong hầu, ta đã offline. Nghĩ lại những điều đáng thương trước đây, ta quay đầu nhìn về phía tĩnh huyền kiếm bên cạnh An Duệ Khuê. Không ngờ thanh tĩnh huyền kiếm lạnh băng lại phá lệ đáp lại lời tỏ tình của ta. Ngay lúc đó ta lúc tiên thử đài vừa kết thúc luyện tập, không ít sư huynh đệ trong môn phái đều chú ý đến ta và tĩnh huyền kiếm. Những lời bàn tán chế giễu lọt vào tai ta. Thanh Vân Phong trăm năm, đây là lần đầu tiên thấy một người và một thanh kiếm nảy sinh tình cảm. Đúng là không thể nói Lâm Hàn không phải người thường, đệ tử nữ của Thanh Vân Phong cũng đâu thiếu. Lâm Hàn sao lại chỉ thích một thanh kiếm chứ? Đó không phải vì bị đại sư tỷ làm tổn thương sao? Trong đám đông, một thân áo trắng, thân hình cao gầy, thanh linh kiếm trong tay còn tỏa ra hàn quang. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía Bạch Vũ Hiên. Lúc này, Bạch Vũ Hiên đã sớm nổi bật trong môn phái, trở thành đệ tử có tiềm năng nhất của Thanh Vân Phong. Trưởng môn của Thanh Vân Phong ngay lập tức ra lệnh để An Duệ Khuê đích thân dẫn dắt hắn. Dù sao thì đại sư tỷ cũng đam mê đạo vô tình, không quan tâm đến Lâm Hàn, chắc là bị kích thích rồi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn ta có thêm vài phần thương cảm. Bạch Vũ Hiên cười nhạt, nhìn về phía ta, sư huynh đừng trách, ta nói thẳng, nhưng ta không có ác ý, xin sư huynh đừng trách. Một tiểu đệ tử vô danh vội vàng chắn trước mặt Bạch Vũ Hiên. Là đồng môn, huynh lại là sư huynh, nên rộng lượng và khoan dung, nếu lòng dạ hẹp hòi như vậy, nhất định không xứng làm đệ tử Thanh Vân Phong. Ha 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 ha, không hổ là nam chính. Ta còn chưa mở miệng, đã có người vội vàng nói giúp Bạch Vũ Hiên. Ta từ từ bước về phía Bạch Vũ Hiên, vỗ vỗ vai hắn, đã nghe danh sư đệ Bạch Vũ Hiên khoan dung độ lượng. Tôn kính sư trưởng, thương yêu đồng môn, có tấm lòng 18 tầng khéo léo, ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, sư đệ sẽ hoàn thành trúc cơ viên mãn, tu đạo thành công. Ban đầu sắc mặt của Bạch Vũ Hiên còn dễ chịu, nhưng vài giây sau hắn đã nhận ra, ta đang rõ ràng chế giễu hắn. Ai ở Thanh Vân Phong mà không biết, Bạch Vũ Hiên vốn là người có thiên phú nhất nhưng như bị chúng ta. Bao nhiêu năm trôi qua mà trúc cơ vẫn chưa thành công. Phía sau, Bạch Vũ Hiên nghiến răng tức giận nhìn ta. Còn ta vung tay áo, dắt theo Tĩnh Huyền Kiếm đi xa. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của ta với Tĩnh Huyền Kiếm. Nhưng không ngờ, Tĩnh Huyền Kiếm lại chọn địa điểm hẹn là Hàn Đàm. Hàn Đàm nằm ở sau núi Thanh Vân Phong, sâu không thấy đáy, quanh năm tỏa ra hơi lạnh. Đây là nhà của ta, ta còn dẫn ngươi gặp gia đình ta. Nhìn xuống đáy Hàn Đàm tỏa ra hơi lạnh, ta nhìn Tĩnh Huyền Kiếm bên cạnh, nuốt khan một cái. Ý của ngươi là không phải muốn ta nhảy xuống đó chứ? Nếu thật sự vào Hàn Đàm, chắc không quá một nén hương ta đã bị đông thành băng rồi. Tao lại thế, tất nhiên là để họ đến gặp ngươi. Vừa nói, Tĩnh Huyền Kiếm lập tức rung động thân mình, linh khí dâng trào, rất nhanh từ đáy Hàn Đàm một màn chắn dần dần nổi lên. Trong khoảnh khắc, vô số thanh kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tranh nhau bay lên khỏi Hàn Đàm, hết thanh này đến thanh khác. Một tia sáng xanh xé toạc Hàn Đàm, ổn định đáp xuống mặt đất. Nhìn hàng loạt linh kiếm dừng lại ngay trước mặt ta, ta không kìm được lùi lại một bước nhỏ. Cảnh tượng thực sự hùng vĩ, tham kiến trưởng lão. Ngay sau đó, tất cả linh kiếm đều đồng loạt cúi đầu chào Tĩnh Huyền Kiếm. Kiếm linh là tinh hoa của trời đất mà sinh ra, Tĩnh Huyền Kiếm cũng chỉ mới 500 năm tuổi. Còn trong Hàn Đàm này, không chỉ có những thanh linh kiếm cổ xưa đã ngủ hàng ngàn năm, nếu so về bối phận thì bọn chúng còn cao hơn Tĩnh Huyền Kiếm không biết bao nhiêu lần. Vậy mà lại gọi Tĩnh Huyền Kiếm là trưởng lão. Ta từ từ ghé sát đầu lại gần Tĩnh Huyền Kiếm. Tại sao họ lại gọi ngươi là trưởng lão? Dù không nhìn thấy biểu cảm của Tĩnh Huyền Kiếm, nhưng không hiểu sao ta luôn cảm thấy lời nói của nàng mang theo chút tự hào. Tất nhiên là vì ta mạnh chứ, ta chính là linh kiếm mạnh nhất của tứ hải bát hoang. Tĩnh Huyền Kiếm thực sự có tư cách đó. Ngay cả An Duệ Khuê, người được trời đất ban cho linh khí và tài năng, đứng trước nàng cũng không dám tự xưng là chủ nhân. Trưởng lão, đây có phải là người mà ngài đã nói đến không? Thật sự đẹp trai quá. Đúng vậy, đúng vậy, nghe trưởng lão nhắc mãi, hóa ra là người đẹp như vậy.
không trách trưởng lão vừa nhìn thấy đã không quên được. Từng linh kiếm một bắt đầu lên tiếng, ngươi chính là Lâm Hàn đúng không? Trưởng lão thường nhắc đến ngươi, đêm qua còn đến Hàn Đàm một chuyến, đặc biệt dặn dò chúng ta phải gặp ngươi. Ta quay đầu nhìn về phía Tĩnh Huyền kiếm bên cạnh, thân kiếm của Tĩnh Huyền kiếm đang ửng đỏ, nàng bước nhanh lên trước đứng chắn trước ta, nhìn thôi là đủ rồi, đừng có sơ, còn nữa, khụ khụ. Tĩnh Huyền kiếm giả vờ ho khan vài tiếng, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, vô số kiếm linh liền ùa lên, không biết từ đâu họ lấy ra trứng gà ta, trứng vịt muối, thịt sông khói, á muối cố nhét vào túi càn khôn của ta, đây là trứng do gà nhà ta đẻ, đây là trứng vịt muối ta đặc biệt ướp, ngon lắm đấy, còn có thịt sông khói, rất thơm và ngon, thú thật, ta rất sốc. Trong môn phái luôn đồn rằng, linh kiếm trong Hàn Đàm luôn là những thanh kiếm không gần gũi với con người. Hàng năm có rất nhiều đệ tử của môn phái tìm kiếm linh kiếm của riêng mình trong Hàn Đàm. Nhưng linh kiếm nhận chủ không vừa mắt đệ tử Thanh Vân Phong, trong suốt ngàn năm qua, chỉ có duy nhất An Duệ Khuê là người duy nhất lấy được Tĩnh Huyền kiếm từ Hàn Đàm. Chỉ là, ta không ngờ rằng những linh kiếm cao quý và xa cách như lời đồn, dù chỉ một thanh kiếm ra ngoài cũng đủ làm cả giới tu chân tranh giành không ngớt. Lại gần gũi như vậy, lúc này ta giống như đang đón Tết và đối diện với họ hàng ép nhận lì xì. Liên tục nói không cần, không cần, nhưng túi càn khôn vẫn bị nhét đầy, và ta đương nhiên cũng nhận hết, không vì gì khác, chỉ vì đồ ăn ở Thanh Vân Phong thực sự quá dở. Tĩnh Huyền kiếm lại rất giỏi nấu ăn, mỗi lần những nguyên liệu bình thường qua tay nàng đều trở thành món ngon. Chỉ trong nửa tháng, ta đã béo lên một vòng. Sau khi linh kiếm rút lui, Tĩnh Huyền kiếm lại kéo ta vào vườn sau, nhìn túi càn khôn đầy ắp, ta cười đến không khép miệng lại được. Người yên tâm, đây là quy tắc của chúng ta, mỗi cặp đôi đều phải gặp gỡ các linh kiếm, nhận một ít quà, huống hồ ta là trưởng lão, họ tốn kém một chút cũng là điều nên làm. Hơn nữa, trong tất cả linh kiếm, chỉ có ta là đã tìm được bạn đời. Không biết sao, ta cảm thấy khi Tĩnh Huyền kiếm nói điều này, miệng nàng như đang cười, có vẻ như nàng rất vui, vì ta đã trở thành bạn đời của nàng, nàng rất hài lòng. Tĩnh Huyền kiếm vốn luôn lạnh lùng, ta càng nhìn càng thích, bèn ngẩng đầu ôm lấy nàng. Tĩnh Huyền kiếm bị ta ôm vào lòng, thân kiếm vốn lạnh lẽo bỗng nhiên nóng dần lên, thậm chí khi chạm vào còn thấy nóng rực, thân kiếm hơi rung, vang lên những tiếng ngân nhỏ, có vẻ nàng rất hồi hộp. Sao người nàng nóng thế, có phải bị sốt không? Ta cố tình hỏi, vừa hỏi xong, thanh kiếm trắng bây giờ lại toát ra một lớp màu hồng nhạt. Dạo này sắp vào hè rồi, chúng ta, kiếm tộc, bẩm sinh mang âm hàn, nóng quá rồi. Ta đáp lại một tiếng ồ rồi buông nàng ra, nhìn Tĩnh Huyền kiếm, vậy sau này ta không ôm nàng nữa. Cô gái bướng bỉnh, còn chối nữa. Thân kiếm của Tĩnh Huyền kiếm vẫn chưa hết đỏ, kiếm tua rung nhẹ, thực ra cũng không nóng đến vậy. Thân kiếm vốn đã tỏa sáng yếu ớt, giờ đây lại phủ đầy sắc mây đỏ rực rỡ, sao lại dễ trêu thế nhỉ? Ta bỗng nhiên cúi sát lại Tĩnh Huyền kiếm, chỉ còn cách nàng trong gang tấc, nhìn nàng chăm chú, vậy sau này ta không ôm nàng nữa, mà hôn nàng nhé. Kiếm tua của Tĩnh Huyền kiếm đỏ rực, thật sự xấu hổ không chịu nổi. Ta còn đang nấu ăn, ta đi trước đây. Tĩnh Huyền kiếm biến mất rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Ta nhìn về hướng Tĩnh Huyền kiếm vừa rời đi và mỉm cười. Tâm trạng ta rất tốt, ta phủi tay, đang định đứng dậy thì lại thấy người mà ta không muốn gặp nhất Bạch Vũ Hiên. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chỉ trong một ngày mà ta lại gặp Bạch Vũ Hiên đến hai lần. Bạch Vũ Hiên bước tới, nhìn ta từ trên xuống dưới. Đại sư huynh, hôm nay ta thật sự được mở mắt, sống bao lâu nay lại có thể thấy được một cuộc hẹn giữa người và kiếm. Đại sư huynh, có phải ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, đang luyện để thành kiếm nhân? Ta không để ý đến lời chế nhạo của Bạch Vũ Hiên, chỉ đi thẳng qua hắn, nhưng không ngờ, vừa bước qua một bước, đã bị hắn túm lại, khuôn mặt hắn vốn đùa cợt giờ dần dần trở nên đầy phẫn nộ. Lâm Hàn, để ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng người khác không biết thì ta cũng không biết. Tâm tư nhỏ bé của ngươi ta đã nhìn thấu từ lâu. Đừng tưởng rằng ngươi thích An Duệ Khuê mà ta không nhận ra. Ta cảnh cáo ngươi, hãy tránh xa An Duệ Khuê ra. Bạch Vũ Hiên lo lắng cũng không phải không có lý do. Bởi vì một tháng nữa, Thanh Vân Phong sẽ tổ chức cuộc thử nghiệm tiên cảnh, trong hư không ảo cảnh có những hung thú thời thượng cổ. Các đệ tử tiên tu đều phải vào ảo cảnh, trảm yêu diệt ma và thu được bảo vật của riêng mình. Hư không ảo cảnh vô cùng nguy hiểm, hàng năm chỉ có chưa đầy 5 người thoát khỏi ảo cảnh. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, là nam chính, Bạch Vũ Hiên dĩ nhiên được hào quang bảo vệ. An Duệ Khuê không hiểu sao, lại đồng ý cùng song tu với Bạch Vũ Hiên, và Bạch Vũ Hiên đến đây, chỉ để cảnh cáo ta. Ta nhìn vào tay Bạch Vũ Hiên đang túm lấy cổ tay mình, mỉm cười, tiểu sư đệ, ngươi lo cho bản thân trước đi. Ta bỏ đi một cách phong độ, vừa đi được vài bước, một tia sáng lạnh lẽo bao phủ trong gió hạ xuống. An Duệ Khuê trong bộ y phục xanh đáp xuống, nàng có dáng người cao gầy, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt ta. Lâm Hàn, chuyện của ngươi, Bạch Vũ Hiên đã nói với ta rồi. Ta ngơ ngác, chuyện gì cơ, sao ta lại không biết? An Duệ Khuê từng bước tiến lại gần ta, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng. Lâm Hàn, chuyện của ngươi và Tĩnh Huyền kiếm, chẳng phải là vì tư tâm của ngươi sao? Ta bị nàng hỏi đến ngẩn người. Tư tâm gì? An Duệ Khuê nhìn thẳng vào ta, dường như muốn nhìn thấu tâm can ta. Ngươi thân thiết với Tĩnh Huyền kiếm, chẳng phải để chọc tức ta sao? Lâm Hàn, ngươi dám thề với trời rằng ngươi thực sự thích Tĩnh Huyền kiếm không? Nếu ngươi thật sự thích Tĩnh Huyền kiếm, sao ngươi lại lén lút đến chỗ ta và Bạch Vũ Hiên song tu, chỉ để nhìn trộm ta một lần? Tĩnh Huyền kiếm là linh kiếm của ta, ta không cho phép ngươi làm tổn thương nàng như vậy. An Duệ Khuê nói một tràng dài, khiến ta ngơ ngác không ngừng. Ngay khi ta định mở miệng giải thích, thì từ phía sau tiếng nức nở vang lên. Ta quay lại nhìn, Tĩnh Huyền kiếm vừa lau nước mắt vừa chạy đi. Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Bạch Vũ Hiên, ta mới hiểu ra đây là một cái bẫy. Tĩnh Huyền kiếm đã giận mấy ngày liền không gặp ta, thậm chí khi ta gửi bùa truyền tin, nàng cũng từ chối. Thật ra, ta đã từng tự hỏi lòng về tình cảm dành cho Tĩnh Huyền kiếm.
vận mệnh của ta trong sách vốn đã được sắp đặt, đã được an bài, nói rằng ta thầm yêu An Duệ Khuê bao năm, nhưng khi gặp nàng, ta không có cảm xúc gì. Ngược lại, khi nhìn thấy Tĩnh Huyền Kiếm, qua ao ngày bên nhau, ta lại nảy sinh những cảm xúc khác biệt đối với nàng. Ta trằn trọc không ngủ được, nằm cô đơn không chợp mắt, chán nản thất vọng, thậm chí, ta đã lén chạy đến điện của An Duệ Khuê, nhưng vẫn bị từ chối ngoài cửa. Ta chưa kịp buồn lâu, 3 ngày sau, sẽ là cuộc thử nghiệm hư không ảo cảnh. Ta đang chuẩn bị hành trang, bỗng thấy túi càn khôn từ Hàn Đàm đầy áp đổ ra rất nhiều đồ. Bùa ẩn thân, pháp y, linh khí, trong đó nổi bật nhất vẫn là một sấp bánh hoa đào, chắc chắn là Tĩnh Huyền Kiếm đã để vào. Ta vừa ăn bánh hoa đào, vừa khóc như mưa, vừa mới có bạn gái thì đã bay mất rồi. Khóc cả đêm, ta với đôi mắt thâm quầng bước vào hư không ảo cảnh. Trước khi vào kết giới, ta lại gặp Bạch Vũ Hiên đáng ghét, túi kiếm của hắn căng phồng, rõ ràng là An Duệ Khuê đã nhét vào đó không ít bảo vật. Đại sư huynh, có phải mấy ngày trước bị đại sư tỷ từ chối trước mặt nên thành ra thế này? Không sao đâu, đợi đại sư huynh ra khỏi hư không ảo cảnh diệt yêu ma, trở thành đại sư huynh số 1 của Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong có biết bao nhiêu nữ đệ tử muốn gả cho huynh? Sư đệ bên cạnh Bạch Vũ Hiên cười khinh bỉ, hắn ác, Lâm Hàn chỉ là đồ vô dụng, ta khuyên ngươi sớm quay đầu lại đi, kẻo chết trong hư không ảo cảnh, đến xác cũng không tìm thấy. Đúng rồi, mấy trăm năm tu luyện của Lâm Hàn có tác dụng gì? Không lạ gì khi người ta lại chọn Tĩnh Huyền Kiếm. Ha ha ha, ta không thèm để ý đến những lời chế nhạo, một mình bước vào hư không ảo cảnh. Các đệ tử Thanh Vân Phong lần lượt bước vào ảo cảnh. Hư không ảo cảnh đầy hiểm nguy, mỗi năm có không ít sư huynh đệ chết thảm trong đó. Đường đi giao nhau, phía trước xuất hiện ngã rẽ, mọi người đều dừng lại nhìn về phía Bạch Vũ Hiên. Ai trong Thanh Vân Phong cũng biết, Bạch Vũ Hiên song tu với An Duệ Khuê, trong vài ngày ngắn ngủi tu vi tăng mạnh, hiện tại hắn là người có tu vi cao nhất trong nhóm. Ta ngồi xuống, nhặt lên một ít đất, ngửi, rồi chỉ về một con đường nhỏ. Bên này, Bạch Vũ Hiên cười nhạo, đại sư huynh, ngươi là chó sao, chỉ ngửi thôi mà cũng biết đường. Sau đó, Bạch Vũ Hiên phất tay ra lệnh, dẫn mọi người đi về một con đường nhỏ khác. Mọi người đi theo ta. Con đường càng ngày càng hẹp, cộng thêm trời tối dần, ta càng đi càng khó, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có thứ gì đó đang theo sau. Vội quay lại, nhưng không thấy gì, cho đến khi tiếng thét chói tai vang lên từ xa. Ta quay lại nhìn, đó chính là hướng mà Bạch Vũ Hiên dẫn đội. Xem ra, có chuyện không may rồi. Ngay sau đó, một sư đệ đầy máu, quần áo rách nát loạng choạng bước ra từ bụi cây. Khuôn mặt hắn đầy vết thương, vẻ mặt hoảng loạn, lập tức quỳ xuống trước mặt ta. Đại sư huynh, nhanh đi cứu người. Quả nhiên, Bạch Vũ Hiên dẫn sai đường, đã lạc vào ổ thú. Trong ổ thú có một con giao long ngàn năm đang ngủ. Giao long vô cùng ghét bị quấy rầy, hiện tại đã hoàn toàn chạm vào nghịch lân của giao long. Ta quay đầu định bỏ đi, bất ngờ có thứ gì đó nhảy ra từ bụi cây. Tĩnh Huyền Kiếm lập tức chắn trước mặt ta, không được đi. Sau nhiều ngày, cuối cùng Tĩnh Huyền Kiếm cũng chịu gặp ta. Ta kích động, liền ôm chầm lấy nàng. Ngươi thế nào rồi? Mấy ngày qua ngươi đã đi đâu? Làm ta lo chết được. Tĩnh Huyền Kiếm vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ta, giọng điệu run rẩy, Tâm Hàn, ta không quan tâm, ngươi không được vào ổ thú đó, quá nguy hiểm. Ta đưa tay lên, vuốt nhẹ kiếm tua của Tĩnh Huyền Kiếm, giọng nói nhẹ nhàng, Tĩnh Huyền, ta không chỉ là Lâm Hàn, mà còn là đại sư huynh của Thanh Vân Phong, sư đệ gặp nạn, ta không thể làm ngơ. Còn nữa, khi ta trở về, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta xoay người định đi về phía Bạch Vũ Hiên, Tĩnh Huyền Kiếm liền chặn ta lại, thân kiếm vắt ngang không trung, nếu ngươi muốn đi, dẫn ta theo. Cuối cùng ta vẫn không dẫn theo Tĩnh Huyền Kiếm, chỉ vì ổ thú quá nguy hiểm, ta sợ rằng Tĩnh Huyền Kiếm sẽ gặp chuyện. Khi ta vào trong ổ thú, mới phát hiện con giao long đang bay lên từ mặt nước, quay tròn trên không, tàn sát khắp nơi, các đệ tử Thanh Vân Phong người thì bị nó đạp dưới chân, người thì bị nó ngoạm chết, tiếng than khóc thê lương vang vọng khắp ổ thú. Trong đó, ta thấy Bạch Vũ Hiên đang run rẩy trốn sau các đệ tử. Bạch Vũ Hiên thấy ta, lập tức chạy về phía ta, còn giao long dường như bị kích thích, lập tức buông tha các đệ tử khác, vỗ cánh bay thẳng về phía Bạch Vũ Hiên, ngươi đã lấy gì của nó? Khi ta nhìn thấy chiếc đĩa tròn màu trắng phát sáng bên hông của Bạch Vũ Hiên, lúc đó ta mới chợt nhận ra, Bạch Vũ Hiên lạnh lùng cười, nhanh chóng nhét ngọc phù vào tay ta, rồi đẩy mạnh ta về phía trước, vậy ngươi trả lại nó đi. Ta sợ hãi nhắm chặt mắt, giao long hung hăng quật ta xuống đất, ta khó khăn đứng dậy, tay ôm lấy ngực, cơn đau xuyên thấu vào phổi, có vẻ như xương sườn đã gãy. Nhìn giao long ngày càng tiến lại gần, ta đành nhắm mắt chịu đựng, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Tĩnh Huyền Kiếm, không biết bây giờ nàng đang làm gì, nếu ta chết, liệu nàng có buồn không? Trong lúc đầu óc mơ hồ, một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, mơ màng trong cơn đau, ta nghe thấy ai đó gọi tên mình, Diệp Lâm Hàn,